phở Cô Bảy, hương vị Hà Nội xưa. Địa chỉ ở đây là K1AB Đại lộ Bình Dương. Đoàn sẽ dừng để ăn sáng. Đây là tô phở đặc biệt ở Bình Dương đây các bạn, giá 50.000. Đây là chanh, ớt, đồ rau gia vị này, có ngò, rau ngò gai, ngò ôm, đậu phụ. Tô phở ở đây thế là chất lượng hơn Sài Gòn nè. Em ơi, còn chén chấm nhỏ cho anh cái.
tiện đường á, mọi người có thể đậu xe ở ngoài lề này, sau đó thì họ vô để ăn sáng. Đối diện đó là bên The Mira Hotel. Phía dưới là bên Big C. Thì không ăn à?